Em là Trương Thái Hà, trước kia em làm diễn viên và người mẫu. Hiện nay đang là giám đốc chuyên kinh doanh về các thiết bị về trong ngành hàng hải. Năm thứ 6 làm dâu của mẹ. Được mấy bé rồi? Em có hai bé, bé đầu tiên thì 3 tuổi rưỡi, bé sau được 1 tuổi rồi. Trai gái đầy đủ. Chúc mừng luôn. Ôi. Cái ngày đầu tiên mà cô nghe con ruột mình nói là con sẽ có vợ là diễn viên á, thì cô cảm nhận thế nào? Cái ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy con dâu thì thấy cũng rất là trẻ. Lúc đấy là mới có 21 tuổi. Nhìn thì cũng rất là xinh và ăn mặc phong cách rất thời trang. Chứ cũng không biết là diễn viên. Chưa biết diễn viên. Tiếp xúc thì thấy cũng nhanh nhẹn, vui vẻ, cởi mở. Và nhìn thì trong cách nói chuyện thì cũng già dặn hơn tuổi. Tức là trẻ nhưng không phải là trẻ con. Có về nhà nấu ăn, nấu cái gì cho cả nhà không? Về cũng nấu nướng, cũng biết. Cái ấn tượng đầu tiên của chị đối với mẹ chồng là như thế nào chị? Mình và ông xã là quen nhau nhờ mai mối. Thế là cái người mai mối đó dẫn mình đi ăn một cái đám cưới họ hàng bên nhà bố mẹ. Lúc đó mình không biết đây là mẹ chồng tương lai đâu. Nhưng mà nhìn thấy, quan sát trong bàn tiệc thì thấy có một cô mặc rất là thời trang. Nhưng mà mặt cô hơi nghiêm nghị một chút. Thành ra mình cũng hơi sợ. Thì ông xã hiện tại đó với lại cái chị mai mối đó mới nói là đó là mẹ của ông xã. Thì mình cũng im lặng, mình chưa dám tiếp xúc, mình chưa dám nói chuyện gì hết. Và cứ ngồi lặng lẽ quan sát. Thì thấy mẹ có vẻ bên ngoài là thời trang, hiện đại. Nhưng mà trong nét mặt thì có hơi hơi khó chịu một chút. Có một lần đi quay phim về mà mặc đồ thời trang lắm, váy ngắn lắm. Rồi ảnh kêu là em đi vô nhà chơi đi, chào ba mẹ đi, nói chuyện với ba mẹ đi chứ hồi đó giờ chưa có vô nhà chơi lần nào hết. Thì cái mình nghĩ trời ơi, mặc đồ như vậy rồi vô rồi ba mẹ nghĩ sao. Vô thì thấy mẹ ra mở cửa, trời ơi mẹ mặc đồ thời trang hơn mình nữa. Trời ơi, hai giây váy ngắn, đồ thời trang lắm. Trời ơi là... Khi về á, hai mẹ con là hai vùng miền khác nhau á, chị có lo ngại gì không? Mẹ là cái tiếp người sống hiện đại và cởi mở, cho nên là cũng không bao giờ có một cái điều gì để cho mình băn khoăn, mình lo ngại. Bởi vì có gì mẹ không đúng là mẹ chỉ bảo rất là nhẹ nhàng, tâm lý. Và cũng không bao giờ nói nặng lời hết. Nên là biết là được thêm cái nữa là mình tự tin. Mình rất là tự tin về khả năng làm con dâu của mình. Không, thực ra thì lúc cũng biết là Hà cũng đi tham gia một số cái bộ phim. Thực sự thì mẹ lại thấy phấn khởi. Bởi vì đấy là cái sở thích. Mà chính mẹ cũng thích nghệ thuật nhưng mà mẹ không làm được như con. Hay đó. Chứ đôi khi có những người mẹ chồng mà thấy nghe nói con dâu con rể như làm diễn viên là bắt đầu lo. Đấy là tâm lý chung của nhiều người. Ở nhà hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không chị? Hai mẹ con thì thường xuyên tâm sự luôn. Tâm sự từ cái phong cách ăn mặc cho đến cách nấu nướng rồi đến quan điểm sống hàng ngày. Tức là mình coi mẹ giống như là một người mẹ của mình á. Trong cái vị thế của mình là một người con dâu. Nhưng mà cái tâm thế của mình luôn luôn là một người con đẻ. Chứ không bao giờ có một cái khoảng cách nào giữa hai mẹ con hết. Vậy thì hai mẹ con hợp gu về cái gì nhất? Chắc là anh thời nhìn là anh biết. Dạ, đúng rồi. Thời trang, nghệ thuật đúng không? Nghệ thuật. Rồi không, có cái gì mà không hợp nhau? Chỉ có con dâu hơi nói nhiều hơn mẹ tí thôi. Nói nhiều cô có ngại không cô? Không nói nhiều nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì hết. Nói thì nói thẳng, nói thật dễ mất lòng. Nhưng mà sau đấy lại thôi, không có để bụng hay nói bộp chộp. Nhưng mà nói xong lại quên, hay quên đó. Ví dụ như bộp chộp lần nào mà cô để cô nhớ nhất? Em hay dễ chế. Thành ra là mình không có đi chợ, không có nấu nướng được đạm đang lắm. Nên là mẹ hay dậy sớm mẹ đi chợ rồi mẹ nấu nướng. Mà mình con dâu mới về mà mình không nấu cơm nấu nước thì mình cũng ngại. Thành ra là khi mà mình ngủ dậy rồi mình xuống bếp rồi thấy mẹ đang nấu cơm, cái là mình ngại quá, mình cứ đứng loanh quanh sau lưng mẹ để xem mình có phụ được cái gì không. Mẹ đang chiên cá thì dầu ở trong cái chảo đó nó mới văng ra rồi mẹ bị phỏng. Ý em muốn nói với mẹ rằng là mẹ ơi thôi mẹ cứ kệ nó đi, mẹ để nó đi để con làm cho. Nhưng mà mình tính mình hay nói bột chột quá mà lỡ miệng em nói là thôi kệ mẹ đi. Không biết lúc đó mẹ nghĩ cái gì. Lúc đó trời sợ lắm, sợ mẹ quay qua mẹ trách. Ý em nói là sao? Rút lại lại nói em xin lỗi mẹ. Dạ, không có, nói nhầm. Dạ có nhìn thái độ mẹ xong cái thấy mẹ cười ra rồi là mình cũng mừng, mình thở phào rồi xong mình quay qua nói là em xin lỗi mẹ. Thế là tại con lớn rồi, con muốn nói là thôi kệ nó đi mẹ. Con nói lộn. Người ta thay nói. Còn chuyện gì sốc hơn không? Cũng còn nhiều chuyện sốc lắm đó. Chuyện gì cô? Cái lỗi quá chiều chồng. Con nghĩ cũng tốt chứ cô. Nhưng mà cái gì quá cũng không nên. Chứ cụ thể một chuyện gì? Cụ thể là
Bây giờ cái thính giác thì quá tốt. À, ở đường xá bao nhiêu cái xe chạy như vậy, nhưng mà cách khoảng 50 không, khoảng 20 mét thôi là đã nghe được tiếng xe Honda của chồng mình rồi, đang làm cái gì trong bếp á, vội vội vàng vàng vứt đấy chạy, là chồng con đã về, chạy ra mở cổng. Rồi anh ơi, anh đã về, anh có mệt không, anh có đói không, thế thấy cũng thấy nói gì, thế lặng lẽ mở cửa, anh cứ xách cặp đi vô. Thế mẹ đứng đấy thấy cũng tội tội, thấy mới vào. Kể ra thì mẹ cũng sinh ra chồng nó là mắt mũi miệng đầy đủ, mà tại sao từ ngày lấy vợ giờ nó lại bị cái bệnh chậm nói, không nói gì cả. Thế mẹ thấy buồn buồn thì mẹ bảo thôi được, để mẹ tìm cách chữa cho. Thế thì ngày hôm sau mẹ mới chỉ là ngày hôm sau con cứ ăn mặc cho đẹp, trang điểm nhẹ nhẹ một chút. Thấy tiếng chồng về vẫn ra, nhưng mà không nói, chỉ có gật một cái rồi xong rồi bay đi. Thì ông ta sẽ mở đây, em đi đâu đấy, thế nói chuyện trước mình cái bệnh đấy rồi đấy. Với một cái nữa là hay quá, lo lắng, lo quá, lo con, lo chồng, lo đủ thứ. Nhiều con nào em cũng nghe tiếng xe là biết chồng mình về đó. Hả? Ừ. Có khi nào nhầm không? Cũng có, nếu mà nói là 10 lần cả 10 thì không chính xác, nhưng mà cũng có một lần hí hửng lắm, đang nấu cơm phụ mẹ, cái nghe tiếng xe chạy ra, mở cổng ra, đang định la lên mừng rỡ, nhưng mà mẹ. Thì ra là chồng mẹ chứ không phải chồng em. Tại bữa đó là ba chồng em lấy xe của chồng em. Cái này trời ơi, lúc đó quê quá, kêu mẹ chồng mẹ không phải chồng con. Mẹ chồng thằng dâu này hợp nhau quá nha. Dạ. Có điều gì mà cô chưa ưng ở chị không? Thực ra thì cũng chẳng có cái gì là không ưng cả, chỉ có những cái điều mà vừa nói xong đấy thôi. Có khi nói nhiều thì chồng cũng lại bực bội, nó đi đây đi đó thì về lại mách mẹ. Đàn ông khi vui thì nhiều phụ nữ lắm, nhưng mà khi buồn cũng chỉ có một mình con thì chẳng có ai đâu. Nên là con cứ yên tâm cái chuyện đấy. Nhưng mà con dâu làm lố chuyện gì không? Cũng chưa có cái gì cả. Con dâu này thì cũng rất là lịch sự, biết nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, biết chăm lo gia đình. Nói chung là cũng mẹ cũng khá hài lòng về con dâu này. Rồi, chúng ta xem người thứ ba sẽ nói thế nào nha. Có những lúc thì vợ rất là căng thẳng, đặc biệt là công việc gia đình, chăm con cái. Mình thì thỉnh thoảng thì cũng lướt web, mình chơi game hoặc là xem phim trên mạng. Vợ mình cũng nóng nảy lên thì cũng đòi là đập máy. Đối với mẹ thì mẹ rất tôn trọng cái quyền tự do của con cái, thì mẹ chủ yếu là giáo dục bằng cái lời nói. Mẹ ruột thì giáo dục bằng lời nói, lời khuyên, còn vợ thì giáo dục bằng đập cái máy. Không biết có phải đây là chiêu của cô đập máy chứ không phải đâu. Em chưa bao giờ mà em hù đập được cái gì hết. Đúng rồi, mình hù thôi. Tại vì ông xã em á thì được cái là không có đi nhậu, không hút thuốc, không có hay đi chơi la cà, không uống cà phê. Thế là nhiều khi công việc thì căng thẳng quá, rồi chỉ biết cách giải trí là chơi game thôi. Rồi nhiều khi mình thấy mình chăm con cả ngày, rồi mình đi làm nhiều việc rồi, mình về mình cũng muốn tâm sự với chồng, mà tới lúc tối muốn tâm sự thì lại đi xuống chơi game. Thế là chắc chắn là cũng phải có những lúc mâu thuẫn. Mâu thuẫn thì bởi vì hai mẹ con hợp nhau mà, nên là mắt mẹ. Mẹ cũng có những lúc mà mẹ đòi xuống, không tắt đi á là rút điện ra, hoặc là cắt cầu dao, hoặc là đập máy luôn. Thế xong rồi cũng tắt rồi cũng đi lên lầu, nhưng mà được hai ba hôm rồi cũng đâu vào đấy à. Khi mà hai mẹ con làm đủ mọi biện pháp căng thẳng thì không nghe, tới lúc hai mẹ con không ai nói gì hết, kêu là thôi đành chấp nhận thì không chơi nữa. Hay quá ta. Cái này cũng là cái hay đó, nhiều khi nó càng nói càng tức, nhưng không nói thì thôi. Thì thôi. À đúng không? Thì hai mẹ chồng này hợp tác rồi để gọi là trị con đúng không? À, cô có mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Mẹ cũng chỉ mong là con cũng bớt nói lại, tức là chuẩn lại ba câu, mình chắt lọc lại mình nói một câu cho nó chuẩn xác. Thế thì lời nói thì cũng không có mất tiền mua, mình lựa lời để nói để cho chồng con ghi nhận, nó sửa đổi thì vẫn hay hơn. Thế còn nữa thì cũng đừng quá lo lắng, tất cả có cái mọi việc lo đôi khi cũng chẳng được cái việc gì, thế là cứ bình tĩnh. Chỉ có muốn thay đổi là nói ít lại thôi, nói cái gì chuẩn xác cái đó ha. Còn em có mong muốn điều gì với mẹ mình không? Điều mà em muốn nói nhất đó là con yêu mẹ thực sự từ trong đáy lòng của con. Bởi vì đối với ai cũng vậy, cái quan trọng nhất là cái gia đình. Khi mà mình có những cái sóng gió bên ngoài xã hội, mình có những áp lực, thì gia đình là điểm tựa duy nhất
của mình. Và nhất là những lúc mà vợ chồng có mâu thuẫn thì mẹ lại là cái điểm tựa càng vững chắc hơn cho mình nữa. Nên là con chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, rồi luôn sống vui vẻ hạnh phúc với bọn con. Chúng ta sẽ nghe ông xã của em mong muốn hai người thay đổi thế nào. Con muốn gửi lời đến mẹ thì luôn bên các con, các cháu và sum vầy gia đình hạnh phúc. Anh muốn gửi lời đến bà xã, anh cũng mong là bà xã luôn tin tưởng, quan tâm, suy nghĩ, luôn vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và các con. Tự nhiên thấy xúc động quá. Tại vì chồng em á, là thuộc cái tiếp người ít nói, rất là ít khi mà chia sẻ cái tình cảm ra bên ngoài, ít khi bộc lộ lắm. Tới 6 năm nay từ khi mà lấy nhau rồi, chưa từng một lần nói anh yêu em. Nên là thấy nói ra như vậy thấy xúc động lắm. Rồi, cảm ơn cô với em đã tham gia chương trình, chia sẻ những cái điều khúc mắc trong cuộc sống. Và sẵn đây thì em cũng hứa gì với mẹ chồng hay không? Con hứa với mẹ là con nghĩ là từ nay con sẽ ít nói bớt lại. Và nói nó có nội dung chính xác hơn hả cô ạ? Đúng rồi, nói đâu thì chúng đó. Và đừng có la chồng là con trước mặt mẹ nữa nha. Dạ. Rồi, con muốn nói gì với con dâu của mình không? Mẹ cũng mong muốn con cũng sẽ là vun đắp được cái gia đình mình. Cái đời người phụ nữ quan trọng nhất đấy là có một gia đình hạnh phúc.